cái gian hàng bán rau, bán trái cây, cũng đủ thứ hết, xoài, măng tây. Trời, hôm nay măng tây ngon quá, tí mình phải mua măng tây về nhà ăn. Hôm nay rất là đông tại vì nó mở hàng rồi. Đây đây, bắt tay đây. Đừng không, thôi bỏ tay túi áo cho nó ấm. Nói con gái bỏ tay túi áo cho nó ấm tại trời lạnh á. Đây là gian hàng bán mỹ phẩm giống như là dao cạo râu, kem bánh răng, xà bông tắm. Kế bên là gian hàng bán quần áo. Chợ trời cũng rất vui lắm cả nhà. Còn đây là gian hàng bán rim, bán dây thắt lưng, rồi bottomon nè, bóp đựng đồ quần áo tiếp. Đây là đồng hồ. Đây là đồng hồ, ông xã mình đi đến đây để thay pin đồng hồ. Cái bên nhà thờ cổ rất đẹp không cả nhà. Còn đây là gian hàng bán đồ trang sức. Có ai muốn mua đồ trang sức không? Hôm nay ngày mở cửa đâu, ngày trước nó không có được mở bán quần áo đâu, mà hôm nay được bán quần áo rồi nha cả nhà. Cái thời gian đóng cửa mình chỉ được phép mở bán mua bán đồ ăn thôi. Những gian hàng bán đồ ăn như rau quả trái cây thì thường thôi, còn quần áo thì không được. Ngày hôm nay được mở cửa nên có bán quần áo nha cả nhà. Cái cuối tuần là nó họp chợ rất là đông, một tuần thì nó họp chợ hai lần, ngày thứ ba và ngày thứ chủ nhật. Hôm nay là thứ bảy, ngày thứ ba với ngày thứ bảy. Hôm nay là ngày thứ bảy đi họp chợ rất là nhiều. Đây là bên khu này là khu bán gian hàng của nó. Cả nhà xem coi, là một biển người đúng không, quá trời người luôn đó. Covid thì Covid nhưng mà đậm người đi là đã đi, tại vì á nó đã bị đóng cửa tới hơn cả một tháng nay rồi cả nhà. Từ hồi trước kép, trước Noel một tuần, nay trước Noel hai tuần nó đóng cửa, cho đến bây giờ mới được mở cửa. Vậy có nghĩa là phải đóng 4-5 tuần rồi nên hôm nay được mở cửa nên người ta đi rất là đông. Anh thấy ăn biển lầm không? Đây nó bán rất là đủ thứ nha cả nhà, bán cả đồn lót, rồi bán cả ốp điện thoại, bán đủ thứ hết. Cả ngày hoài họp chợ này cái gì cũng có bán hết nha. Nhưng mình mua ngoài chợ, ngoài chỗ họp chợ này nó rẻ hơn là mình mua ở trong Vinco. Thì cũng có nhiều mặt hàng rất là đẹp, có nhiều mặt hàng thì nó không đẹp thôi. Đấy cả nhà xem, còn bên này, khu bên này là bán rau, bán trái cây. Khu bên này bán rau bán trái cây quá trời. Nó chia ra hai, nó chia làm hai khu, một bên là khu bán quần áo, một bên là khu bán đồ ăn. Giữa này cho người ta đi qua đi lại cho nó dễ. Cả nhà, đây là gian hàng bán phô mai. Đấy, là gian hàng bán phô mai quá trời luôn. Xứ sở phô mai mà. Đấy, đây là gian hàng bán trái cây, bán bơ, bán xoài, bán dưa lưới. Còn đây là gian hàng bán những hạt giống như đậu phộng, hạt điều, đủ thứ hạt hết. Còn gian hàng kế bên là nó bán những cái crowden có nghĩa là những cái gia vị để nấu đồ ăn, như là bột nghệ, bột gừng, rồi tỏi. Đây là đấy, những dạng bột. Còn gian hàng này là bán kẹo, trái kẹo bánh. Còn đây là gian hàng bán thuốc hút. Lại thêm một gian hàng phô mai nữa.
có cả phô mai trắng, phô mai đủ thứ loại phô mai. Phô mai làm bằng phô mai làm bằng sữa dê, bằng sữa bò. Đấy, lại thêm gian hàng bán tiếp. Gần đây là gian hàng bán giống như đồ bóp côi với lại những cái waffle, đồ ăn nước nóng. Gần đây là gian hàng bán trái cây. Đúng như chanh dây nha cả bạn. Bên này cũng có chanh dây chứ không phải Việt Nam có đâu nha. Bên có chanh dây về táo, trái Việt quất, quýt, rồi chanh táo, trái sung tây. Đây là trái sung tây nè cả nhà nó. Tỏi, cam, do, đủ thứ hết. Là rau, rau chân vịt nè, rau sống, rau chân vịt, cà rốt, ớt chuông dài, rất là ngọt, rất là nhiều cả nhà. Bên này bán nhiều lắm là dâu, cà chua bi, trái hồng, trái cam. Có nhiều gian hàng để rất là đẹp, có nhiều gian hàng hướng để ngắn trộm. Đó, cả nhà xem đông người không? Rất là đông người, tại người ta ở trong nhà lâu quá mà cái hôm nay được mở cửa nên đi ra rất là nhiều. Đó. Còn chỗ này là nó khu bán đồ biển, giống cá, tôm. Đó. Người ta đang đứng ta mua cá, giống cua. Đấy, còn ốc nữa là cả nhà. Cá gì nè. Đó. Nại lon trái cây, rau quả trái cây rất là nhiều cả nhà. Đây là gian hàng của Thổ, nó bán những cái mứt trái cây của mứt khô á, giống như hồng khô hoặc đào khô. Mà nó bán xong rồi bán những cái trái ô li, những cái trái ô liu á cả nhà. Đó. Cả nhà xem những trái ô liu rất là ngon. Nó rất là nhiều vị. Còn những cái hạt nốt, những cái hạt đậu mình ăn. Còn đây là bán nấm, gian hàng nấm à cả nhà. Em thấy nấm nhiều không? Tí mình phải mua nấm về ăn mới được á. Ôi, nấm đùi gà hôm nay rẻ lắm cả nhà. Có 2 đồng. Ờ, cũng đâu có rẻ đâu. Dưa lưới. Đó. Thì kinh đi. Bán trái cây, ăn hàng bán trái cây là nấm. Nấm đùi gà là cả nhà mới ngon. Rồi đây này, nó bán hàng bán trái cây các bạn xem này, măng tây rất là to đúng không? Còn đây là đu đủ này, nó cũng bán đu đủ nhưng mà không phải của Việt Nam. Đu đủ này từ ở đâu đến không biết. Rồi đó là những trái hồng. Đây đằng trước mình đây là cái chỗ bán khoai tây chiên rất là nổi tiếng. Ta ăn rất là đông, các nhà xem thấy chờ đông không? Đó, nhà xem cái này là dứa mật nha cả nhà. Dứa mật 1.50 đồng một trái. Tí mình sẽ ở đây là gian hàng bán vải. Các chú chó rất là dễ thương. Đây là gian hàng bán gà. Đây mình có thể mình mua chân gà tươi về mình ăn. Đây là chân cửa hàng bán chân gà xí này chứ mà rất là ngon nha cả nhà. 3 trái 1 đồng, tí mình ghé mình mua bơ mình ăn, chuối, cái chuối nhỏ nữa. Rất là nhiều. Ô, cái vịt cuốt này. Còn đây là tiệm bánh mì của Thổ. Đấy là những cái loại bánh mì của Thổ. Đấy. Đấy.
Đây là tiệm của người Việt Nam bán chả giò. Đó, đại loại là gian hàng bán phô mai nữa cả nhà. Đây là gian hàng bán phô mai rất là lớn. Ừ. Thôi mình dừng. Ừ. Đấy, mình dừng nha, mình dừng gia đình mình dừng ở đây nha. Mình để mình đi chợ trời. Lạnh quá. Đây là con gái mình. Bye cả nhà. Hẹn gặp lại video mới tiếp theo nha. Bye cả nhà.